Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ tư, ngày 7 tháng 9 năm 2022. Và trong chương trình thời sự tối nay, sáng nay ngày 7 tháng 9, Thường trực tỉnh Quỷ tổ chức buổi làm việc với các tổ chức hội đặc thù do đảng nhà nước giao nhiệm vụ để nghe báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Quỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trợ hội nghị. Từ đầu năm đến nay, các tổ chức hội đặc thù cấp tỉnh đã thực hiện đạt được một số hoạt động điển hình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể, trong hoạt động khuyến học khuyến tài, tỉnh đã vận động tiền và hiện vật với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng hoạt động bảo trợ cứu trợ nhân đạo, các hội đã vận động hơn 8,6 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 32.700 lượt đối tượng người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam dioxin, người mù, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo trong tỉnh. Các cấp hội chữ thập đỏ đã vận động gần 50 tỷ đồng trợ giúp cho gần 590.000 lượt đối tượng khó khăn. Trong hoạt động hợp tác hữu nghị, trong 8 tháng có 8 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã cam kết thực hiện 21 chương trình dự án với tổng nguồn vốn cam kết tài trợ trên 16 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các tổ chức hội có những đề xuất kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh, quỹ ban nhân dân tỉnh về các vấn đề có liên quan đến hoạt động của từng tổ chức và đời sống hội viên. Theo đó, có nhiều ý kiến đề xuất liên quan đến việc tăng thêm biên chế và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho hội trong thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của các tổ chức hội đặc thù cấp tỉnh và chia sẻ những khó khăn mà các hội đang gặp phải, nhất là về nguồn kinh phí hoạt động để đảm bảo cho các hội hoạt động hiệu quả trong thời gian tới phó bí thư thường trực tỉnh quỹ cho rằng thời gian còn lại của năm 2022 không còn nhiều nên từng hội đặc thù cần ra soát từng công việc để nỗ lực thực hiện cần phát huy chức năng nhiệm vụ của từng hội để đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và chủ động đề xuất đặt hàng với các cơ quan đơn vị địa phương để thực hiện nhiệm vụ chủ động đề xuất đặt hàng với các cơ quan đơn vị và địa phương đó bây giờ là coi mình tính bây giờ là Bây giờ là năm nay như như thế rồi. Bây giờ ngay từ đầu năm 2023 bước sang cái hành lang mới, bước sang cái năm mới cái chỗ này. Bây giờ mặt hàng nào cần phải đặt ra trong kế hoạch của năm 2023 cái chỗ này. Rồi tôi cũng đề nghị các đồng chí phối hợp chặt chẽ cái chỗ này để mình xây dựng cái cái đặt hàng đó với các sở ngành, với địa phương, với ủy ban dân tỉnh cái chỗ này cho nó tốt, cho nó tốt cái chỗ này. Cái vấn đề nữa là hết sức quan trọng nữa là tham gia góp ý ý kiến vào văn bản của tỉnh ủy ủy ban tôi thấy cái chỗ này gần đây tốt đó các anh chị như chỗ anh bảy trọng nói đó phản biện nè đó đóng góp gì mặt văn bản nè đó cái chỗ này các đồng chí tốt tôi nói có khi đôi lúc văn bản của tỉnh ủy ủy ban ban hành như thế có khi các đồng chí xem chỗ nào cần phải đóng góp cái chỗ này thường trực tỉnh ủy là hoàn toàn tiếp thu cái chỗ này các đồng chí tiếp thu chỗ này để làm sao mình chỉ đạo cho nó tốt chỉ đạo cho nó sát cái chỗ này nâng lên một cái tầm hoạt động cho nó tốt nữa đó, trong cái thời gian sắp tới cái uh, vấn đề tiếp nữa các anh giữ vững sinh vật với, uh, sinh sinh hoạt lệ định kỳ đó, cái chỗ này cái vai trò cốt lõi nhất cái chỗ này là nói chung là cái sinh hoạt đó, chỗ này định kỳ và đặc biệt nhất là ở cơ sở các anh chị ở cơ sở tôi thấy cái chỗ này nói chung là cái vấn đề sinh hoạt lễ này nọ thành ra nó còn rất hạn chế lắm các anh chị đi này nọ tôi thấy là cái chỗ này cần phải kiểm tra tăng cường kiểm tra cái chỗ này cái uh, cuối cùng đó các anh chị tôi thấy là chỗ uh, công tác kiểm tra nói chung là cái chỗ này phối kết hợp rồi công tác phải tranh thủ thời gian nói chung là đi cơ sở để nắm tình hình cái chỗ này đó các đồng chí có gì các đồng chí có báo cáo đề xuất cái gì khó khăn trên lĩnh vực của hội mình phụ trách cho cái chỗ này để làm sao mình đề xuất kiến nghị đối với các đề xuất của từng hội đặc thù phó bí thư thường trực tỉnh ủy chỉ đạo ủy ban dân tỉnh tiếp thu giải quyết kịp thời cho các hội theo kết luận của thường trực tỉnh ủy trong đó chú ý giải quyết vấn đề biên chế, về trụ sở làm việc và về kinh phí hoạt động. Hôm qua ngày 6 tháng 9, ông Kiên Quân, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến giám sát kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Cầu Ngang giai đoạn 2020-2022. Tiếp chờ làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Ngà, chủ tịch quỹ ban nhân dân huyện Cầu Ngang. Huyện Cầu Ngang có trên 37.100 hộ dân, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 36%. Thời gian qua, quyền đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các chương trình, dự án, chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như chính sách giai vốn tín dụng ưu đãi, trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, miễn giảm học phí, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ đất ở, đặc biệt là chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo nghị quyết số 04 của hội đồng nhân dân tỉnh. Đến nay, quyền đã trả gần 17,5 tỷ đồng phân bổ vốn cho các xã thị trấn để triển khai xây dựng nhà cho 350 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Ngoài ra, quyện còn ưu tiên nguồn lực hỗ trợ 8 xã đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng nhằm thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi gà thịt, tạo sinh kế cho người dân thoát nghèo bền vững. Đồng thời phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội giải ngân tổng số tiền trên 323 tỷ đồng cho 12.300 hộ dân vay vốn phát triển sản xuất. Tính đến cuối năm 2021, số hộ nghèo toàn quyện đã giảm xuống còn 415 hộ nghèo chiếm 1,11%, đã giảm 4,7% so với đầu năm 2020, tương đương 1.657 hộ nghèo. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Kiên Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị quyền còn ngang tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, việc giảm nghèo phải đúng thực chất, không chạy theo thành tích, đồng thời thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo. Trước mắt, huyện cũng cố kiện toàn ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia quá trình trà soát hộ nghèo phải đảm bảo công bằng chính xác khách quan tránh sai sót đối tượng hoặc bỏ sót đối tượng trong thời gian tới huyện cần có các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo hỗ trợ các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật để hướng dẫn người dân cách làm ăn dư lên thoát nghèo đảm bảo các hộ nghèo hộ cận nghèo được che chốn tính dụng ưu đãi để phát triển sản xuất bên cạnh đó quan tâm triển khai thực hiện tốt chính sách về giảm nghèo chính sách an sinh xã hội như bảo hiểm y tế nhà ở đất ở đào tạo nghề chuyển đổi nghề, đầu tư vốn tính dụng ưu đãi cho hộ nghèo, quy động tối đa mọi nguồn lực gắn với triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách xây dựng và trân trọng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, nhất là các vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Sáng nay ngày 7 tháng 9, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập quấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác dư luận xã hội là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, có ý nghĩa rất lớn đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là trong giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay. Đây cũng là một lĩnh vực khó đòi hỏi người cán bộ phụ trách phải vững về kiến thức, bản lĩnh về chính trị, nhạy bén về tư duy, tinh tế trong phản ứng trước các tình huống và khoa học trong xử lý các vấn đề Đồng chí Trần Quốc Tuấn cho biết mục tiêu của hội nghị là nhằm bồi dưỡng, cung cấp một số kiến thức nghiệp vụ cơ bản về công tác nắm bắt, nghiên cứu xử lý và định hướng thông tin dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng và đội ngũ công tác viên dư luận xã hội các cấp trong tỉnh để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được cũng như khắc phục những hạn chế trong công tác dư luận xã hội thời gian qua. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp vận dụng hiệu quả các nội dung được truyền đạt từ hội nghị này vào quá trình thực hiện công tác dư luận xã hội tại địa phương trong thời gian tới. Đồng thời tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động trên lĩnh vực công tác dư luận xã hội. Trong đó chú trọng thực hiện việc phản hồi thông tin và giải quyết các vấn đề dư luận xã hội phản ánh, tuyệt đối không để hình thành điểm nóng tại địa phương. Riêng việc giải quyết vấn đề dư luận xã hội phản ánh cần phải được thực hiện trên nguyên tắc hợp pháp, hợp lý, công khai minh bạch kịp thời giải tỏa những bức xúc, giải đáp những mối quan tâm của người dân. Trong một ngày diễn ra hội nghị, tiến sĩ Đỗ Thanh Hà, diện trưởng diện dư luận xã hội thuộc Ban tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt hai chuyên đề về công tác nghiên cứu định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới, cùng kỹ năng xử lý tình huống có vấn đề về điểm nóng ở cơ sở. Theo đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác dư luận xã hội hiện nay phải dự báo sớm, chính xác làm chủ tình hình và định hướng dư luận xã hội để tạo sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội cùng với đó công tác dư luận xã hội phải thực hiện tốt ba yêu cầu gồm phải bám sát các quan điểm chủ trương đường lối của đảng và nhà nước thao sát các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng đối ngoại quan trọng của đất nước đồng thời công tác dư luận xã hội phải bám sát hơi thở của thực tiễn cuộc sống xuất phát từ thực tiễn đúc kết rút kinh nghiệm bài học từ thực tiễn để bổ sung phát triển lý luận không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động và công tác dư luận xã hội phải đặc biệt coi trọng yêu cầu về khoa học nhất là tính chính xác khách quan toàn diện trong đó các phương pháp định hướng dư luận xã hội hiện nay đang thực hiện là định hướng dư luận xã hội thông qua uy tín người lãnh đạo, thông qua sinh hoạt hội họp của các tổ chức hay thông qua hoạt động của các phương tiện truyền thông đại chúng, trước hết là báo chí. Ngày 6 tháng 9, Thành ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết tháng 8, triển khai chương trình công tác tháng 9 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành Quỹ Trà Vinh chủ trì hội nghị. Trong tháng 8, thành quỹ đã chuẩn y cách nạp 23 đảng viên, đến nay phát triển được 60 đảng viên, đạt 50% nghị quyết. Công tác kiểm tra giám sát được tập trung thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra. Đến nay có 7 trên 8 đoàn hoàn thành kiểm tra giám sát đối với 13 đơn vị và 13 cá nhân. Tổ chức thẩm định áp nông thôn mới, áp nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Long Đức. Kết quả có 5 áp đủ điều kiện công nhận áp nông thôn mới kiểu mẫu, 7 áp đủ điều kiện công nhận áp nông thôn mới dẫn động các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá năm 2022 và Tết Nguyên đáng năm 2023. Kết quả có 10 doanh nghiệp tham gia với số tiền 80 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách tháng 8 đạt 55 tỷ, nâng đến nay là 575 tỷ đồng, đạt 104%. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ tỉnh Quỹ, Bí thư thành Quỹ Trà Vinh yêu cầu các phòng ban ngành, đoàn thể, phường xã trong thời gian tới cần tập trung thực hiện đề án mở rộng thành phố Trà Vinh các ngành chức năng quan tâm sắp xếp lại chợ trà vinh và chợ đêm để hoạt động hiệu quả hơn tìm điểm thích hợp xây dựng bến xe trung chuyển để đảm bảo mỹ quan đô thị quan tâm xây dựng hệ thống thoát nước phường 7, sớm khởi công xây dựng chợ sóc ruộng đồng chí bí thư thành quỹ chỉ đạo xã long đức tập trung xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu phường chính đạt chuẩn phường văn minh đô thị ra soát sắp xếp phân công cán bộ quy hoạch cán bộ tập trung thu thuế phi nông nghiệp tập trung xây dựng các sản phẩm ô cốp các ngành địa phương rà soát lại các chỉ tiêu nghị quyết năm để tập trung thực hiện. Ngày 6 tháng 9, Thị quỷ Dương Hải tổ chức sơ kết tháng 8 và đề ra công tác tháng 9 năm 2022. Đồng chí Dương Hiền Hải Đăng, tỉnh ủy Chiên, bí thư Thị quỷ chủ trợ hội nghị. Trong tháng qua, Thị ủy Dương Hải tập trung chỉ đạo các phòng ban ngành đoàn thể thị xã Phường tiếp tục triển khai quán triệt nghị quyết trung ương năm khóa 13 và nội dung tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Về kinh tế, đến nay có 3.400 lượt hộ thả nuôi, 354 triệu con tôm giống trên diện tích 4.460 ha, tăng 5,4% con giống so với cùng kỳ. Có 170 lượt hộ thả nuôi bị thiệt hại, 17 triệu con giống chiếm 4,9% so với số giống thả nuôi. Thu ngân sách trong tháng hơn 41 tỷ đồng, nâng tổng thu từ đầu năm đến nay 318 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Hiền Hải Đăng, Bí thư Thị ủy Dương Hải đề nghị từ nay đến cuối năm, các ngành và các địa phương cần thực hiện chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất thông qua các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm hàng hóa, nhất là phát triển mạnh các sản phẩm ô cớp, và mô hình việt gáp, tổ chức thu tốt với nguồn thu đảm bảo chi đúng nguyên tắc tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cho dân, gia vốn để sản xuất kinh doanh. Để mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế khởi nghiệp phát triển lên doanh nghiệp, tăng cường chỉ đạo, nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, ấp nông thôn mới kiểu mẫu đi vào chiều sâu, chú ý các tiêu chí đạt thấp, không bền vững. Ngày 6 tháng 9, Quyền Quỹ Càng Long tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai kế hoạch tháng 9 năm 2022 bà Quỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Quyền ủy, chủ trì hội nghị. Trong tháng 8, Quyền ủy Cần Long tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thu hoạch chức điểm vụ lúa hè thu năng suất bình quân ước đạt 4,8 tấn một hecta. Thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện 91 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng 497 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch. Các ngành thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có bước phát triển hơn so với cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị luôn giữ vững ổn định, quyền tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp quyền đảm bảo tuyệt đối an toàn đúng kế hoạch phát biểu kết luận hội nghị bà quỳnh thị hằng nga bí thư quyền quỹ cần long yêu cầu các ngành xã thị trấn ra soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt để dồn sức thực hiện chú trọng chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp để mạnh công tác phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm quan tâm phòng chống thiên tai và triều cường trong mùa mưa bão để nhanh tiến độ triển khai giải ngân vốn đối với các công trình xây dựng cơ bản quan tâm công tác xây dựng nông thôn mới, tăng cường vận động đối với các ấp chưa đạt. Trọng tâm là các xã đăng ký nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Thực hiện tốt chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ tỉnh Quỹ Trà Vinh, nhất là tuyến đường qua, vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn, quan tâm phòng chống bệnh sốt xuất huyết, không để bùng phát thành dịch. Làm tốt công tác kiểm tra giám sát, tiếp công dân. Phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên toàn địa bàn. Đêm qua 6 tháng 9, tại Trung tâm Sinh hoạt Thanh Thiếu Nhi tỉnh Trà Vinh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức chương trình Trung thu nhớ bác năm 2022. Đến dự có ông Lê Thanh Bình, Quỹ viên Thường vụ tỉnh Quỹ, Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, cùng 180 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em ở dùng sâu, dùng đồng bào dân tộc trong toàn tỉnh Trà Vinh. Tham dự chương trình Trung thu nhớ bác, các em thiếu nhi được nghe ông Lê Thanh Bình Quỹ viên thường chủ tỉnh quỹ, phó chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh trà vinh đọc thư của chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh trà vinh gửi các cháu thiếu niên di động nhân dịp tết trung thu năm 2022. Việc tổ chức chương trình trung thu nhớ bác là nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp quỹ đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội trong toàn tỉnh chung tay chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vui tết trung thu năm 2022 qua đây xây dựng sân chơi lành mạnh thiết thực cho các em có hoàn cảnh khó khăn các em thiếu nhi dùng sâu dùng đồng bào dân tộc được sinh hoạt trong một môi trường thân thiện tích cực tạo điều kiện cho các em thiếu nhi vui tết trung thu thật ý nghĩa nhằm tạo động lực cho các em biết vượt khó dương lên trong học tập dịp này ban tổ chức đã trao tặng 180 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn dùng sâu dùng đồng bào dân tộc của các huyện thị xã thành phố trong tỉnh mỗi phần quà gồm một cái lồng đèn và một hộp bánh trung thu trị giá trên 300.000 đồng Ngoài ra, công ty bảo hiểm chân thọ AIA Việt Nam đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho 30 em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với mỗi chiếc xe đạp trị giá 1,7 triệu đồng. Chiều hôm qua ngày 6 tháng 9, Liên đoàn Động tỉnh tổ chức chương trình trao quà trung thu năm 2022. Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Động tỉnh đã trao 3.500 phần quà cho 30 đơn vị là Liên đoàn Động các quyện thị thành phố, công đoàn ngành và tương đương cùng các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Động tỉnh với tổng giá trị các đợt trao quà lần này gần 1,2 tỷ đồng được trích từ nguồn kinh phí của công đoàn. Bà Thạch Thị Thu Hà, tỉnh Quy Diên, Chủ tịch Liên đoàn Động tỉnh Trà Vinh, đề nghị các cấp công đoàn sớm tổ chức trao tặng quà trung thu đến các em thiếu nhi là con của đoàn viên công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để mang đến các em một mùa trung thu vui tươi ấm áp. Qua đó góp phần chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn và người lao động Mỗi phần quà của công đoàn tặng các em thiếu nhi là một hộp bánh trung thu và một chiếc bánh mặt trăng. Ngày 6 tháng 9, Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức đến thăm và trao tặng hơn 160 phần quà trung thu cho trẻ em, người cao tuổi, người tâm thần, kém trí đang sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Trà Vinh. Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh đang chăm sóc và nuôi dưỡng hơn 160 người, trong đó có 18 trẻ mồ côi, khuyết tật từ 3 đến 14 tuổi, 40 cụ già neo đơn và hơn 100 người tâm thần, kém trí. Tại buổi trao quà, bà Thạch Thị Thu Hà, tỉnh Quế Diên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của cán bộ viên chức người lao động tại trung tâm công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em, người cao tuổi và những người tâm thần kém trí. Hy vọng trẻ em và những người yếu thế tại trung tâm luôn mạnh khỏe, có thêm niềm tin, nghị lực dương lên trong cuộc sống. Mỗi phần quà trung thu trị giá 330.000 đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng đầy nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp công đoàn đối với trẻ em, người yếu thế trong xã hội. Ngày 6 tháng 9, Quyện Tiêu gần thành lập 4 đoàn với hơn 40 thành viên là lãnh đạo các ban phòng ngành quyện xã thị trấn đến thăm tặng quà Trung thu cho 110 trẻ em khuyết tật trẻ mồ côi và trẻ em thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tất cả 11 xã thị trấn trong quyện. Các đoàn đã trực tiếp đến tận gia đình để thăm hỏi động viên, trao tặng quà Trung thu cho các em. Mỗi em được tặng một hộp bánh Trung thu và một lồng đèn để các em có điều kiện vui chơi đón Tết Trung thu như bạn bè cùng trang lứa. Qua đó các thành viên trong đoàn cũng tìm hiểu về đời sống của gia đình trẻ em khuyết tật và những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống như xe lăn, xe lắc hoặc nguyện vọng học chữ, học nghề ở các trung tâm dạy trẻ khuyết tật để đề xuất với ngành chức năng và chính quyền địa phương có hướng giúp đỡ các em xóa dần mặc cảm tự ti, dương lên hòa nhập cộng đồng. Được biết hiện nay trên địa bàn huyện Tiếu Cần có gần 1.400 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam điều xin và trẻ mồ côi. Phần lớn đời sống vật chất tinh thần của nhóm đối tượng này vẫn chưa được cải thiện tốt và ít có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi giải trí, hòa nhập cộng đồng do đó các cấp các ngành các tổ chức chính trị xã hội các mạnh thường quân cần phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái chung tay giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần để xoa so dịu phần nào nỗi đau bất hạnh của người khuyết tật trẻ mồ côi ở địa phương Hôm qua ngày 6 tháng 9, ông Nguyễn Văn Út, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đà Vinh và ông Dương Quang Ngọc, phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đà Vinh đến dự lễ khai giảng khóa học tiếng Đức chương trình du học cao đẳng nghề và lao động tay nghề cao tại Cộng hòa Liên bang Đức do công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục SHB tổ chức. Tham gia khóa học này có gần 50 học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đăng ký tham gia chương trình du học cao đẳng nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức, trong đó có 11 học sinh tại tỉnh Đà Vinh. Hiện nay, công ty SHB đang đào tạo tiếng Đức, dân qua Đức cho trên 300 học sinh sinh viên trong cả nước đăng ký tham gia chương trình du học của đảng kề tại Cộng hòa Liên bang Đức, trong đó có trên 100 học sinh sinh viên tại tỉnh Trà Vinh. Tham gia khóa học này, học sinh sinh viên sẽ được học tiếng Đức, dân qua Đức từ 9 đến 12 tháng. Sau khi có chứng chỉ bằng B1 tiếng Đức, các em sẽ được hỗ trợ sức cạnh du học của đảng kề tại Cộng hòa Liên bang Đức 3 năm để trở thành những người lao động có tay nghề cao về phục vụ cho quê hương đất nước đến thăm các học sinh sinh viên tỉnh Trà Vinh đang tham gia khóa học tại đây. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh chia sẻ những khó khăn đối với học sinh trong thời gian đầu xa nhà và mong muốn các em cố gắng vượt qua khó khăn, tích cực học tập đạt kết quả tốt để sớm được tham gia chương trình du học có đẳng nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đối với công ty SHB, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cũng mong muốn lãnh đạo đơn vị này thường xuyên theo dõi, giúp đỡ giải quyết khó khăn cho học sinh sinh viên trong quá trình học tiếng Đức và văn hóa Đức tại Việt Nam cũng như tích cực quan tâm, hỗ trợ cho các em trong suốt quá trình du học tại Cộng hòa Liên bang Đức, để các em có điều kiện thuận lợi, yên tâm lao động, học tập, sớm trở thành công dân thật sự hữu ích cho đất nước sau này. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng là chủ trương được khuyến khích để nâng cao thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, việc chuyển đổi không đúng quy hoạch hoặc chuyển đổi theo phong trào, một số loại cây trồng cho lợi nhuận trước mắt cũng đặt ra cảnh báo về tình trạng cung dược cầu. Chuyển đổi tự phát không được quy hoạch chặt chẽ khoa học lựa chọn cây trồng không phù hợp sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy mà đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất là người nông dân. Dẫu biết vậy, nhưng hiện nay nhiều bà con vẫn còn đang lay quay với việc chuyển đổi trồng rồi chặt, chặt rồi trồng nên chưa làm giàu được trên chính mảnh trường thửa ruộng của mình. Trà Chinh đang đẩy mạnh phát triển liên kết chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ để có đầu ra bền chứng. Đây được coi là giải pháp căn cơ để đạt hiệu quả trong cơ cấu lại sản xuất theo đúng quy hoạch đề ra tuy nhiên trong thực tế sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn chưa thoát khỏi dòng lẫn quẩn chặt rồi trồng trồng rồi chặt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng không phải là vấn đề gì mới mẻ nhưng luôn là vấn đề mấu chốt của nhiều địa phương mà đặc biệt là với người nông dân trồng cây gì nuôi con gì để có lợi nhuận cao để có kinh tế ổn định luôn là câu hỏi khó mà cho đến nay vẫn chưa có đáp án cụ thể khi chưa xác định được vấn đề máu chốt này bà con nông dân thường chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi theo phong trào theo nhu cầu tức thời của thị trường nếu như bà con đồng loạt trồng một loại cây, khi sản phẩm làm ra cao hơn nhu cầu của thị trường, thì chắc chắn nông sản đó sẽ bị bích tắc đầu ra, ế hàng, dồi chợ, thương lái không mua. Đây là điều mà phần lớn người nông dân, ai nấy ít nhất một đôi lần đã phải trải qua. Với một số ít trường hợp trồng thử kiệm nuôi thử kiệm cây con giống mới được thắng lợi khi may mắn được giá, khi cuồng cung khan hiếm. Tuy nhiên, con số này không chịu. Còn lại sau đó là những người đi sao, làm sao, mở rộng canh tác tự phát, mà không có quy hoạch cụ thể thì có thể sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn hệ lụy từ những cơn sốt giá thị trường hay một số mặt hàng nông sản bị ủng ứ ách tắc đóng bằng là hàng loạt diện tích đất lúa được chuyển lên trồng cây ăn trái hay đốn cây cũ mua chống cây mới về trồng không phải là hiếm bà con vẫn còn quấn quanh việc chặt rồi trồng trồng rồi chặt hết ồ ạt đua nhau trồng thanh long rồi lại chặt thanh long trồng cây có múi, trồng mít bưởi rồi trồng sầu riêng đều gì chạy theo những cơn sốt giá của thị trường. Mà với một số loại cây, tính từ lúc trồng đến khi có trái cũng phải mất từ 3 đến 5 năm. Đến khi cây thu hoạch được thì giá cũng không còn sốt như thời điểm mới trồng. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông Thôn cho biết, đối với địa bàn tỉnh Trà Vinh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hai vấn đề cần quan tâm. Thứ nhất là chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang canh tác cây trồng khác. Thứ hai là cải tạo đưa cây giống mới thay thế cây trồng cũ để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Để làm được hai vấn đề cơ bản này, đòi hỏi bà con nông dân phải thay đổi ngay từ bây giờ, phải bắt tay làm ngay, phải thích ứng được với xu thế tất yếu của thị trường. Bên cạnh đó, tập trung phát huy các sản phẩm chủ lực tiềm năng mà các nơi khác không có. Đối với dùng nước ngọt mà chúng ta chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì không phải chuyển từ lúa sang cây trồng, à, sang, sang cây ăn trái mà chúng ta điều chỉnh lại cái diện tích cây ăn trái chúng ta mang tính tập trung bằng cách là chúng ta ghép cành, bằng chúng ta cải tạo, ghép cành tạo tán là chúng ta cải tạo cái giống mới. Ví dụ như là bởi chúng ta đã cũ rồi chúng ta đưa ra giống mới hoặc là sòi chúng ta cũ chúng ta đưa ra giống mới và những kỹ thuật mới để chúng ta hình thành giống mới chứ không phải là đốn hết cái vườn này để trồng một loại tập trung. Thì như vậy chúng ta không làm được và rất khó thì dựa trên lợi thế của cái vùng nước ngọt ven cái sông Tiền hoặc là ven sông Hậu của cầu kè của càng long chẳng hạn thì cho tôi cho rằng là đã là một cái vùng truyền thống cây ăn trái nhưng để chọn ra một cái loại cây ăn trái đặc sản cho trà vinh thì rất khó bởi vì bây giờ chúng ta nghe nói tới xoài cát hòa lộc chúng ta nghe nói tới Sồi uh, này xoài kia rồi sầu riêng vân và... nhưng ở đây chúng ta có hai cái cây bản địa đã được hình thành và gọi là chỉ dẫn địa lý đó là cái cây dừa sáp và đó là cái cây xoài châu hạng giỏ Dừa sáp chúng tôi cho rằng là tôi không khuyến cáo bất cứ một cái nơi nào khác ở trong đồng bằng sông Cửu Long trồng dừa sáp. Bởi vì có thể họ sẽ không thành công Nhưng là Trà Vinh. Với một cái địa thế, với một cái đặc điểm về đất đai, điều kiện gì đó. Hiện ra chúng ta cũng chưa biết. Nhưng nói vì chúng ta chưa biết cho đó nó trở thành những cái điều đặc sắc. Từ trước đến nay, bà con sản xuất đồng kịp vẫn chủ yếu quan tâm đến năng suất, sản lượng nên chỉ chú trọng thăm canh tăng dụ và chưa chú trọng nhiều đến chất lượng. Bà con không để cảnh lúa chính vàng trên cánh đồng hay trái cây chín rộ đầy vườn rồi mới tìm thị trường mà trước khi bắt đầu vụ đã cân đối tìm kiếm thị trường kết nối. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từng nói, đừng nghĩ thị trường là chợ, cứ đem ra bán thì sẽ có người mua. Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp chỉ mang tính bền vững khi hội đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang bị kiến thức, kỹ năng nghề và gắn chặt với đầu ra, tổ chức lại sản xuất theo hướng nông dân liên kết tạo ra dùng sản xuất hàng hóa lớn. Cụ thể là phải gắn với mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp nói đơn giản hơn là nông dân sản xuất theo đơn đặt hàng. Nếu làm được điều này, chuyển đổi mới thật sự bền vững, giúp nông dân làm giàu trên mảnh đất của mình. Sản xuất manh mún, quy mô nhỏ lẻ, thiếu thông tin thị trường, thiếu liên kết, khiến nhiều nông sản liên tục rơi vào thế khó, bí đầu ra khi vào mùa thu hoạch. Trong khi đó, công nghệ xử lý chế biến bảo quản nông sản thu hoạch còn yếu, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Tra Vinh cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nông dân trồng lúa chưa chào từ hạt lúa nông dân sản xuất nông nghiệp là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Chỉ cần mất mùa, nông sản thất giá một hai vụ, họ rất dễ rơi vào diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. Có hai cái điều, một là ta nói rằng là có những tỉnh thì có những sản phẩm rất là chủ lực với diện tích rất là lớn. Ví dụ như là đối với lúa thì chúng ta không thể bằng kiên giang 300.000 hecta hay là an giang 230.000 hecta với rất nhiều các cái giống lúa đặc sản khác nhau. Nói về diện tích vườn thì chúng ta không thể bằng Sơn La 110.000 ha hay là bằng Tiền Giang 87.000 ha được. Hoặc là các tỉnh khác 60.000, 30.000, chúng ta chỉ có 18.000 thôi. Và nói là về cái gì cũng có mà không có nhiều thì chúng ta lại chiếm một cái đặc điểm tốt hơn. Chúng ta giống như là Cần Thơ, rồi, hoặc là giống như là Hậu Giang. Tức là cái gì cũng có mà không có cái gì nhiều. Thì chính trong những cái khó khăn đó thì chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ xây dựng những sản phẩm địa phương đừng kỳ vọng là chúng ta xuất khẩu nếu như sản lượng không nhiều. Ví dụ như măng cục chúng ta cũng không có nhiều. À, xoài cho hàng giỏ chúng ta cũng không có nhiều. Dừa sáp chúng ta không, không không có nhiều thì đừng kỳ vọng là xuất khẩu. Chỉ riêng 12 triệu dân thành phố Hồ Chí Minh, 20 triệu dân của đồng bằng sông Cửu Long là khoảng 32 triệu. Nếu chúng ta rộng nữa là 100 triệu dân của Việt Nam thì riêng thị trường đó là chúng ta cũng có thể phát triển và hiện nay á thì có hai cái sản phẩm mà không ai có mà chúng ta có thì tại sao chúng ta không bắt đầu từ những sản phẩm này ví dụ như là dừa sáp ví dụ như là sòi châu hăng dọ hoặc là chúng ta có thể phát triển thêm cái măng cục hiện nay cả nông nghiệp Việt Nam nói chung tỉnh trà Vinh nói riêng đang đứng trước ba chữ biến là biến đổi khí hậu biến động thị trường biến chuyển xu thế tiêu dùng của thế giới tương lai không xa sản phẩm nông sản Việt Nam không chỉ phải đáp ứng kiểm dịch an toàn thực phẩm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật mà còn phải được dán nhãn sinh thái truy xuất nguồn gốc nông sản không chỉ phải ăn ngon, sạch mà phải được sản xuất theo quy trình, không gây tác động xấu tới môi trường tự nhiên. Vì vậy, việc thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tập trung sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng cũng như chất lượng sản phẩm là hướng đi tất yếu mà bà con nông dân buộc phải làm theo nếu muốn phát triển, muốn làm giàu trên chính mảnh trường thửa ruộng của mình. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.